Không sai, đúng như cái tựa đề của video này thì trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng tất cả các bạn chúng ta sẽ đánh giá về một con điện thoại đến từ nhà Xiaomi có chip 10 nhân này, có RAM 3GB, có bộ nhớ trong 32GB, có màn hình Full HD và có dung lượng pin cũng tương đối trâu, loanh quanh 4100 mAh. Và đó là con Redmi Note 4 đang có trên tay mình ở đây. Khoảng thời gian tầm là 4 năm trước ấy, thì Redmi Note 4 này, Redmi Note 4X đã khuynh đảo thị trường smartphone Việt Nam. Khi mà nhắc đến việc mà mua điện thoại thì ai ai cũng tư vấn là có 5 triệu thì mua con Redmi Note 4, có 10 triệu thì mua hai con Redmi Note 4, hay là có 15 triệu thì mua 3-4 con Redmi Note 4. Phải nói rằng là nó quá thần thánh các bạn ạ. Thực sự ấy là hôm trước mình đặt mua trên Shopee cái sản phẩm này, mình đọc thông tin là Snapdragon 625 nhưng shop lại giao cho mình cái sản phẩm Redmi Note 4 chip Helio X20. Hơi buồn một tí xíu nhưng mà không sao, mình sẽ làm một cái video đánh giá lại về sản phẩm này để xem là trong tầm giá loanh quanh trên dưới 1 triệu đồng thì con Redmi Note 4 này nó còn đáng mua hay không nhá. Và hiện tại sản phẩm Redmi Note 4 thì hơi khó mua, còn nếu các bạn muốn mua cho mình những dòng điện thoại của nhà Xiaomi với mức giá hợp lý nhất, rẻ nhất thì hãy tham khảo ngay cửa hàng Di Động Việt thông qua đường link ở phần mô tả của video này nhé. Có rất nhiều sản phẩm của nhà Xiaomi như là Mi 11 này, rồi là Redmi Note 10, vân vân đang có một mức giá cực kỳ thơm, và mình cũng sẽ để cho anh em một cái code giảm giá 100k luôn. Còn bây giờ thì đánh giá thôi. Ok, với cái sản phẩm Redmi Note 4 này thì đây là một chiếc máy hàng đã qua sử dụng rồi, nên là chúng ta không thể nào mà có bốc được nữa các bạn ạ. Và thiết kế của sản phẩm Redmi Note 4 trong thời điểm hiện tại thì mình thấy rằng nó vẫn quá là đẹp và nó vẫn quá là cao cấp trong cái tầm giá này. Các bạn thấy rằng là cái trào lưu làm điện thoại thời xưa là họ sẽ làm điện thoại mặt lưng của nó làm từ kim loại rất là cao cấp và nó rất là cứng cáp, cũng như là cho chúng ta một cái cảm giác cầm nắm mát lạnh luôn. Còn với những dòng điện thoại giá rẻ bây giờ 4-5 triệu thậm chí cả chục triệu thì nó vẫn là mặt lưng nhựa các bạn, hơi buồn. Mình vẫn thích cái mặt lưng kim loại đang có trên cái sản phẩm Redmi Note 4 này hơn. Nó đẹp, nó cao cấp cũng như là bền bỉ theo thời gian. Chiếc máy này thì đã 4 năm tuổi rồi nhưng nó chỉ xuất hiện một vài cái vết xước, như là ở đây thì có một vài cái vết chàm nhẹ. Mình đã dùng xăng để lau rồi nhưng mà nó vẫn không hết các bạn ạ. Đấy, chắc là cái vết này là đã trầy vỏ rồi. Còn cái phần khung viền của nó thì cũng sẽ xuất hiện một vài cái vết xước. Đây là cái điều gọi là đương nhiên rồi. Tại vì với một chiếc máy từng đấy tuổi thì lấy đâu ra một chiếc máy mà mới keng nha các bạn. Và với chiếc máy này thì cái phần viền của nó này lại có những cái đường diamond cắt, thì đây là cái điểm mà mình thấy rằng nó hơn so với sản phẩm Redmi Note 4X. Tại vì Redmi Note 4X thì cái phần khung viền của nó hoàn thiện không tốt bằng con này. Đó, các bạn sẽ có những giải anten ở đây, cụm cao ra đơn và mặt sau với chất lượng là 13 megapixel. Và các bạn sẽ có ở bên dưới đó chính là cổng sạc micro. Các bạn sẽ có một bên là mic và một bên là loa ngoài. Rồi ở phía trên các bạn sẽ có giắc cắm tai nghe này. Rồi các bạn sẽ có mắt điều khiển hồng ngoại để điều khiển mấy cái như kiểu là TV. Và trên máy thì luôn có một cái ứng dụng là điều khiển Mi. Thì các bạn có thể dùng ứng dụng này để có thể điều khiển tất cả những thứ có trong nhà luôn. Nhớ đợt năm 2017-2018 thì mình chuyên ra quán cà phê dùng cái phần mềm điều khiển này, bắt đầu dò TV xong tắt TV luôn. À, chắc chủ quán cũng cay thực sự các bạn ạ. Rồi, còn về phần màn hình ấy, thì con này sẽ có cho mình một cái màn hình rất là lớn, 5,5 inch. Các bạn nghe tới đây hơi lạ đúng không? Tại vì là điện thoại màn hình tầm là 5,5 inch thì bây giờ nó quá bé rồi. Nhưng 5,5 inch nó bằng so với chiếc iPhone 8 Plus các bạn ạ. À, tại vì nó sẽ dùng cho mình cái tiêu chuẩn là 16:9. Đó, khả năng hiển thị của nó thì mình thấy rằng là cũng tương đối ổn. Độ sáng sử dụng trong nhà thì mình thấy cũng ngon nhá. À, hôm trước thì mình unbox không hiểu tại sao, là chắc là do phần mềm thấp quá, hay là một số vấn đề xung đột phần mềm gì đấy, thì cảm giác về độ sáng nó chưa ngon lắm, nhưng hiện tại thì mình thấy độ sáng của nó đã ngon rồi. Đấy, độ sáng khi mà kéo tối đa thì thực sự là nếu lên video chắc là hơi cháy đấy các bạn ạ, nên là mình chỉ bật ở mức tầm là 70% thôi. Nhìn ngoài trời cũng khá là ổn. Và đây là một cái màn hình IPS LCD, khả năng hiển thị khi mà chúng ta nghiêng các góc thì mình thấy cũng rất là ngon luôn. Thực sự nhá, trong tầm giá này và cái màn hình này nó vẫn ăn đứt so với những dòng điện thoại giá rẻ bây giờ. Và cái phần viền màn hình của nó thì cũng rất là dày này các bạn thấy không? Đó là do cái tiêu chuẩn màn hình trước đây thì chỉ có màn hình 16:9, và hồi thời đấy thì chưa có cái trend là màn hình full viền. Các bạn vẫn có ở đây là ba cái phím điều hướng quen thuộc. Có một cái trick của nhà Xiaomi, khi các bạn vuốt từ bên này sang hoặc là bên này sang thì nó sẽ kích hoạt cái chế độ là màn hình thu nhỏ, mình quên mất rồi. Đấy, nó sẽ kích hoạt chế độ chúng ta là cái chế độ sử dụng màn hình nhỏ. Rồi, còn về bên trong ấy, thì với cái sản phẩm Redmi Note 4 thì nó sẽ chạy cho mình cái hệ điều hành là MIUI. Và chiếc máy mình đang có ở đây thì nó sẽ chạy cho mình MIUI Global 10.2 các bạn ạ. Và nó sẽ được tùy biến trên nền tảng Android 6.
Android 6 thì gần như là cái phiên bản Android cuối cùng được update trên cái sản phẩm Redmi Note 4 này rồi. Mình có thông tin là nó lên được Android 8 cơ, nhưng mà sau nhiều lần update thì nó vẫn không lên Android 8 các bạn ạ, mà nó chỉ dừng lại ở phiên bản Android 6 và MIUI 10 mà thôi. Trải nghiệm với cái MIUI 10 này thì mình thấy rằng đây vẫn là một cái giao diện rất là đẹp trong thời điểm hiện tại. Icon của nó thì sẽ làm sâu hết ra màn hình và mình vẫn thích cái giao diện nào Xiaomi thời đó hơn. Đó các bạn thấy không? Giao diện làm đơn giản và đẹp thực sự. Mình còn phải port cái ROM của MIUI này sang một số máy khác mình dùng cơ, tại vì dùng giao diện của MIUI thời đấy nó đỉnh lắm. Một số cái tính năng thời xưa mình thích, ví dụ như là kéo thanh thông báo trạng thái này đấy, nó sắp xếp nó sẽ đẹp hơn so với Android mặc định. Hoặc là trong cái phần cài đặt setting game thì chúng ta có thể tùy chỉnh được một số thứ ở trên cái phần là thanh thông báo trạng thái. Còn một số điện thoại trong cái tầm giá này thì nó không làm được điều này, ví dụ như hiển thị tốc độ mạng này, rồi phần trăm pin này nọ cũng khá là đẹp. Và hệ điều hành MIUI thì cho chúng ta tùy biến rất là nhiều trong cái thời điểm đó. Và với cái phần mềm này thì mình thấy nó vẫn sử dụng ngon lành trong thời điểm hiện tại nhá. Anh em tải những tựa game hoặc là những ứng dụng bây giờ thì vẫn có thể dùng được, như kiểu là Facebook, rồi Messenger, hay là chúng ta tải SpeakTest vân vân và mây mây. Thì hiện tại mình chưa biết là những cái ứng dụng nào thì nó không hỗ trợ Android 6. Còn những cái ứng dụng mà mình thường dùng ấy là nó vẫn dùng một cách ngon lành, hay là TikTok mình đang có ở đây thì nó vẫn dùng được trên nền tảng Android 6 nhé. Rồi, đến với hiệu năng thì con này nó sẽ chạy cho mình con chip là Helio X20. Khi mà mình đọc thông tin trên cái web hôm qua mà mình mua ấy, là họ mô tả là đây là con Snapdragon 625. Nhưng thực sự đây là phiên bản MediaTek Helio X20 nha các bạn. Đây là một con chip cũng khá là mạnh, và nếu so sánh với hiệu năng với con chip là Snapdragon 625 thì nó cũng tương đồng đấy các bạn ạ. Nó sẽ có là 10 nhân này, đấy, tốc độ xử lý lên đến là 2.mấy GHz. Các bạn sẽ có 3GB RAM và bộ nhớ trong của nó là 32GB. Con chip này nó mạnh đến nỗi mà mình tải phần mềm AnTuTu về chấm, nó thậm chí nó còn không chấm được cái điểm phần mềm 3D cơ. Đỉnh cao thực sự. Nhưng mà nếu như mà nó chấm được cái số điểm 3D ấy thì mình nghĩ rằng là cái số điểm con này thu lại được cũng khá là cao nhá. Tại vì là điểm CPU và GPU con này thì cũng đã lên đến là 94.000 điểm rồi các bạn ạ. Và cộng thêm điểm 3D tầm là 340.000 nữa thì cũng đã lên tầm là 130-140.000 điểm, trong cái tầm giá loanh quanh đâu đó là trên dưới 1 triệu đồng đấy. Và chiếc máy này thì vẫn đáp ứng khá là tốt các nhu cầu của chúng ta sử dụng thông thường nhé. Mình nói là sử dụng với những tính năng thông thường thì mình thấy chiếc máy này nó vẫn khá là ổn các bạn ạ, không quá là bị giật lag đâu. Và đương nhiên là giật lag thì nó vẫn có rồi, tại vì điện thoại Android mới bây giờ nó vẫn còn bị giật, chứ đừng nói là những con điện thoại mà kiểu xa xưa tối cổ như thế này. Và nếu anh em mà mua chiếc máy này để chơi game thì nó vẫn có thể chơi được tựa game Liên Quân Mobile nhé, chẳng qua là chơi ở cái mức là giật lag cực kỳ thôi. Đến với những cái điểm tiếp theo thì nếu bạn nào muốn mua chiếc máy này về để phát wifi thì nó vẫn hỗ trợ sim 4G LTE ngon lành luôn, nên là chả có việc gì phải xoắn. Còn với camera thì camera sau của nó độ phân giải là 13 chấm, khả năng chụp ảnh thì ở cái mức là tạm được. Còn về cái phần camera selfie thì nó sẽ có camera selfie là 5 chấm nha các bạn. Mình sẽ cho các bạn xem qua cái ảnh được chụp từ camera selfie của nó ở trên màn hình luôn. Đây, và thời xưa ấy thì Xiaomi có một cái rất là hay mà gần như trong thời điểm hiện tại nó không còn, đó chính là đoán tuổi. Các bạn hãy nhìn vào phần camera nhé, để mình đút cái mặt vào. Không, từ từ phải bật đổi camera thì nó mới đoán tuổi được. Đây. Đấy các bạn thấy không? Ngay lập tức Xiaomi sẽ cho chúng ta một cái kết quả dự đoán tuổi ở phần phía trên là bao nhiêu tuổi, 15, 13 gì đấy. Đây cũng là một cái thứ mà khá là thú vị trên chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 4 thời xưa các bạn ạ. Còn về những cái điểm khác thì loa ngoài con này thì nghe không quá to đâu, là nghe ở cái mức ổn áp thôi. Thời lượng pin 4100 mAh, nhưng mà mình thấy cũng không thực sự là quá trâu. Nếu các bạn dùng liên tục chắc được tầm là 3 đến 4 tiếng, tại vì con chip cũ này nó ăn nhiều điện. Cùng với đó là một chiếc máy qua sử dụng thì pin của nó cũng đã chai khá là nhiều rồi, cũng không thể nào đòi hỏi được. Con máy này hình như là không có hỗ trợ sạc nhanh, nên là chúng ta cũng sẽ mất khá là lâu, chúng ta sẽ mất khá là nhiều thời gian để sạc cho nó đấy. Nói chung ạ, ở trong video này thì mình sẽ đánh giá lại về cái sản phẩm Redmi Note 4. Đây vẫn là một con điện thoại hết sức là đáng mua trong cái tầm giá loanh quanh 1 triệu. Nếu các bạn đang muốn tìm lại quá khứ, kiểu thời xưa mình ao ước mua con Redmi Note 4 mà mua không được, tại vì giá nó quá cao chẳng hạn, thì bây giờ nó chỉ còn loanh quanh tầm 1 triệu thôi. Mua chiếc máy này về sưu tầm hoặc là phát wifi, hoặc là dùng là một chiếc điện thoại backup, thì mình thấy đây vẫn là một cái lựa chọn rất là hay ho. Vậy thì các bạn nghĩ gì về sản phẩm này? Tầm giá loanh quanh tầm là 1 triệu thì các bạn có lựa chọn sản phẩm này hay không, hay là các bạn sẽ lựa chọn những sản phẩm khác, thì đừng quên comment để lại ý kiến nhận xét nhé. Đương nhiên là trong tầm giá này thì chúng ta sẽ có khá là nhiều những cái lựa chọn khác có thể là ngon lành hơn, đến từ Sony hoặc đến từ HTC này nọ chẳng hạn. Nhưng mà thực sự là cá nhân mình thì mình vẫn thích em máy này các bạn ạ. Trông nó rất là xịn và khơi nhớ lại cái quá khứ hồi xưa mình đã tiết kiệm tiền, mình đã mua cái sản phẩm Redmi Note 4X như thế nào. Ok, và các bạn cũng đừng quên like và subscribe cho FA Channel cũng như là subscribe Chích Hàng. Cái video unbox con này thì mình có ở bên
kênh trích hàng ấy, nhưng mà kênh cái video đấy mình làm khá là nhanh nên là sai thông tin về con chip, nhờ quả thông cảm.